Valorant cho tới nay đã hơn 1 năm phát hành tại Việt Nam và 2 năm trên toàn thế giới. 2 năm với eSports có thể không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để đánh giá về sự thành công của một tựa game. Vậy Valorant đã làm được gì trong quãng thời gian ấy? Liệu nó đã đạt được những kỳ vọng mà người chơi đã đặt ra hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất, đương nhiên sẽ có những sự so sánh nhất định với người tiền nhiệm là CSGO. Và đúng như những nhận định của phe game từ trước cả khi tựa game ra mắt, Valorant đã cho thấy rằng mình và CSGO có thể cùng nhau phát triển, cũng tương tự như cái cách mà Samsung và Apple đã cùng nhau đi lên suốt những năm qua. Đối với Valorant, hiện tại tựa game vẫn đang ổn định ở mốc hơn 15 triệu người chơi thường xuyên vào mỗi tháng. Con số này cũng trùng với thời điểm ra mắt tựa game, và nên nhớ rằng để giữ được sự ổn định này là không hề đơn giản. Hầu hết người chơi sẽ quan tâm một tựa game chỉ khi nó mới phát hành, đông người thì là do marketing tốt, còn nếu như số người đó vẫn được giữ vững sau một thời gian dài thì có nghĩa là bản thân tựa game cũng phải tốt để giữ chân người chơi. 15 triệu là một con số đáng mơ ước với bất kỳ một tựa game eSports mới phát triển nào. Tuy rằng so với những cái tên gạo cội trong giới gaming thì vẫn chưa phải là quá ấn tượng, thế nhưng chắc hẳn là nó sẽ vẫn còn được tăng thêm trong tương lai gần. Bản thân Valorant cũng liên tiếp tung ra những bản cập nhật với nhiều skin và đặc vụ mới. Tính từ khi ra mắt bản 1.0, Valorant đã có 7 đặc vụ mới là Killjoy, Sky, Yoru, Astra, KO, Chamber và Neon, bổ sung số lượng nhân vật có thể chơi được của tựa game này lên con số 18. Nếu chia thành các nhóm thì Killjoy và Chamber thuộc Sentinel, Sky và KO là Initiator, Yoru và Neon là Duelist, còn Astra là Controller. Phần lớn những đặc vụ mới đều được người chơi đón nhận, duy chỉ có Astra là một trường hợp đặc biệt khi tỷ lệ chọn rất cao trong đấu chuyên nghiệp, còn người chơi bình thường lại không có hứng thú với cô nàng này. Nguyên nhân là do Astra rất khó để thuần thục và sự hiệu quả của cô đặc vụ này phụ thuộc rất nhiều vào đồng đội. Với sự xuất hiện của những nhân vật mới, lối chơi của Valorant cũng được biến hóa đa dạng hơn so với ban đầu. Đây là một điểm rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, Riot Games cũng cần phải cẩn trọng hơn trong việc thiết kế những đặc vụ mới vì việc phát triển theo chiều sâu nên được ưu tiên lên hàng đầu. Đó cũng chính là bài học mà Overwatch đã để lại. Quá nhiều những đặc vụ đôi khi sẽ khiến những nhân vật mới không được chăm chút và hệ quả là nhiều người chơi đã quay lưng lại với tựa game ấy. Thế nên, từ vị thế của người thắng cuộc Game of the Year 2016 cho tới nay, Overwatch chỉ còn là một cái tên để chúng ta tiếc nuối. Tuy nhiên, có vẻ như là mình đang lo hơi xa. Việc rework lại Yoru trong khoảng thời gian gần đây của Valorant là một minh chứng rõ ràng về việc Riot sẽ không bỏ rơi những đặc vụ mà mình làm ra. Và đây chắc chắn là một tín hiệu đáng mừng. Hiện tại thì Phoenix cũng đang cần có những sự chỉnh sửa khi bộ kỹ năng của đặc vụ này đang bị lép vế. Mong rằng Riot sẽ sớm chú ý tới điều này. Đã là một tựa game eSports, đương nhiên những giải đấu sẽ là một trong những tiêu chí được quan tâm hàng đầu. Và ở mảng này thì chắc chắn là Riot Games đã làm rất tốt. Những giải đấu lớn nhỏ được tổ chức tại khắp các quốc gia trên thế giới. Ngay tại ở Việt Nam thì cũng không phải ngoại lệ. Với người xem Valorant trong nước thì những cái tên như là Cerberus eSports hay Fancy United có lẽ đã không còn xa lạ. Nếu chúng ta nhìn lại những năm đầu tiên của Liên minh huyền thoại, những khu vực bị đánh giá thấp sẽ rất khó để được trao cơ hội so với các cường quốc eSports. Và như một lẽ tất yếu thì các khu vực mạnh sẽ càng mạnh, còn các nền eSports đã yếu sẽ càng yếu. Vậy nên là hiển nhiên ở Liên minh huyền thoại, người ta phần lớn chỉ quan tâm rằng Hàn Quốc hay là Trung Quốc sẽ là cái tên vô địch của các năm. Trong khi đó, tính cạnh tranh giữa các khu vực của Valorant cao hơn rất nhiều, khi thì là Bắc Mỹ dẫn đầu với Sentinels, khi thì là Gambit eSports nổi lên như một thế lực, và hiện tại là Ascent từ châu Âu. Việc có những đối thủ cạnh tranh từ nhiều khu vực sẽ khiến cho nền eSports của một tựa game được nâng tầm và cảm giác tựa game luôn được tươi mới. Sự thành công của Valorant tại Việt Nam đương nhiên cũng bởi một phần không nhỏ đến từ những đóng góp của nhà phát hành VNG. Ngoài việc mang tựa game này tới với game thủ trong nước, VNG cũng đã cùng với Riot tổ chức những sân chơi, những giải đấu lớn nhỏ cho những người chơi chuyên nghiệp cũng như các bạn trẻ sinh viên. Công tác chuẩn bị và vận hành cũng được thực hiện rất tốt. Còn nhớ khi VCT lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, trong khi giải đấu đang diễn ra thì khu vực thi đấu đã bị mất điện. Sự cố hy hữu này cuối cùng cũng đã được giải quyết một cách êm xuôi bằng việc để hai đội thi đấu lại vào ngày hôm sau. Vậy nên, ngoài sự hứng thú của người chơi tại máy chủ Việt Nam thì cũng phải khẳng định rằng VNG đã làm rất tốt vai trò của nhà phát hành. Gần đây, tại VCT mới nhất, công tác tổ chức cũng được làm một cách chuyên nghiệp và khiến cho độ phủ sóng của giải đấu được lan rộng hơn nhiều.
Không cần phải nói đâu xa, ngay Phê Game cũng đã trở thành đối tác chính thức của VNG và phát trực tiếp giải đấu VCT ở trên kênh. Vậy cũng đủ hiểu những nỗ lực của nhà phát hành này trong công cuộc đưa Valorant tới gần hơn với khán giả đại chúng. Hay như sự kiện ra mắt bộ case Valorant thách thức giới hạn của VNG trong cuộc thi TikTok Valorant 1 năm với cấu hình siêu khủng mainboard Z690E, gaming Wi-Fi kết hợp với cả CPU Intel Core i7-12700KF, card Gigabyte Aorus RTX 3070 Master 8GB giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây chính là một trong số những phần thưởng dành riêng cho người thắng cuộc. Nhìn chung, Valorant phát triển tốt, có mảng thể thao điện tử được đầu tư chỉn chu và lượng người chơi đông đảo. Vượt mặt CSGO thì hẳn là chưa rồi, nhưng nên nhớ rằng tựa game đỉnh đám của Valve đã có một bề dày phát triển bền vững. Vậy nên, 2 năm vừa qua có thể nói là Riot Games đã thành công với đứa con cưng mới của mình tại thế giới. Còn Việt Nam thì cũng đã phát triển nhờ có một nhà phát hành tốt là VNG. Tất nhiên là những thiếu sót thì vẫn còn đó, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai có thể phát triển hơn nữa của tựa game này.